Kỳ lạ, cá 50 cân nhảy lên bờ, trốn vào bụi rậm. Đi câu này, xuyên ngày xuyên đêm nha, bầu cá đấy nhá. Ồ. Nha bầu cá đấy. Bầu cá gì mà lại bấu vào bờ kìa. Bầu cá đấy. Cá 50 cân. Ngày thứ mấy rồi không về giờ. Rồi hình như là vợ đang bỏ đi rồi. Ô đi rồi, cá này chuẩn bị nhảy lên bờ rồi. Vâng. Ồ con cá rất to luôn. Ôi, ôi rồi cá đang vừa từ dưới ao là nhảy luôn lên bờ. Ô. Đây là bà vợ đi về rồi. Ôi, đã trốn ngay rồi. Như vậy là cá đã lao vào trong bụi rậm rồi. Về bà ơi. Mang cá về à? Mang cá về à? Chỗ cá nào đâu cháu? Của mà. Không có con nào cháu ạ. À? Của. Kêu về đây bán rồi kêu. Không, cá thả dưới nước thế kìa. Chỗ nào cháu? Mới hơi bẩn bọn này. Đâu rồi? Đấy, giờ ông chửi đấy, giờ bọn này vừa va vẩn gì, ca mũ gì đâu hả? Như vậy là theo thông tin được chia sẻ thì một ông chú đi câu cá mấy ngày trời không về, sau đó là bà vợ đã quyết tâm là phải tìm mang cá về, nhưng mà không ngờ là ra là cá là nhảy luôn xuống ao, sau đó lại từ dưới ao là nhảy lên trên bờ và trốn vào trong bụi rậm luôn. Cá này thì đúng là khó mà bắt được nha. Các bạn chúng ta đăng ký kênh Tôi Tin Tức để cập nhật những video mới nhất, hay nhất và nóng hổi nhất tại Việt Nam.